tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến, cùng những bài học kinh nghiệm xương máu này nhé. Không lãng phí thời gian vào những cuộc tán gẫu. Bạn không cần phải thắng trong tất cả các cuộc tranh luận, hãy chấp nhận luôn có những người phản đối. Đừng so sánh cuộc đời của bạn với những người khác, bạn không hề biết chính xác những gì họ đã và đang trải qua đâu. Điều người khác nghĩ không liên quan đến bạn. Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Hãy dành thời gian với những người trên 70 và dưới 6 tuổi. Hãy ước mơ nhiều hơn khi bạn tỉnh giấc. Để bản thân được nghỉ ngơi, suy nghĩ và bình tâm bằng cách ngồi tĩnh lặng trong 10 phút mỗi ngày. Mỗi ngày, hãy cố gắng khiến ít nhất 3 người cười. Cuộc sống quá ngắn để lãng phí thời gian vào việc ghét bất kỳ ai. Hãy loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy ra khỏi đầu. Không một ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn, ngoại trừ bạn. Giữ liên lạc với bạn bè. Công việc không thể giúp bạn khỏe lại khi bạn ốm, nhưng bạn bè thì có thể. Hãy ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Hãy cười nhiều hơn. Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Hãy tập trung vào những bài học rút ra được từ quá khứ, đừng gợi lại cho bất kỳ ai những sai lầm của họ. Cho dù hoàn cảnh tốt hay tồi tệ như thế nào, nó cũng sẽ thay đổi. Hãy gọi cho gia đình thường xuyên. Bất kể bạn đang cảm thấy như thế nào, hãy thức dậy, mặc quần áo và thể hiện mình đi. Hãy để quá khứ trôi qua một cách yên bình, đừng để chúng ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của bạn. Sống với nguyên tắc 3E, Energy, hết mình, Enthusiasm, nhiệt huyết và Empathy, đồng cảm. Ăn nhiều thức ăn thực vật và hạn chế ăn các thực phẩm đã qua chế biến. Sống trọn từng khoảnh khắc và hãy thử những điều mới lạ. Hãy yêu bản thân bởi vì bạn là duy nhất và bạn tuyệt vời theo cách của riêng bạn. Mỗi ngày, hãy dành tặng điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Hãy chơi nhiều trò chơi hơn. Hãy hiểu rằng cuộc đời là một trường học và bạn được sinh ra để trở thành một học sinh trong môi trường đó. Rắc rối đơn giản chỉ là một phần trong chương trình giảng dạy và rồi nó cũng qua đi, như một lớp học đại số vậy. Tuy nhiên, những bài học bạn nhận được lại có ý nghĩa suốt cuộc đời. Đừng để những suy nghĩ hay những điều tiêu cực xuất hiện khi bạn không thể kiểm soát. Thay vào đó, hãy đầu tư năng lượng của bản thân cho những giây phút hiện tại. Hãy vứt bỏ tất cả những thứ không cần thiết, không tốt đẹp và không khiến bạn thấy vui sướng. Hãy tha thứ cho tất cả mọi người vì mọi lỗi lầm. Đừng quá sức, hãy giữ vững giới hạn của bạn. Những điều tuyệt vời nhất vẫn chưa xuất hiện. Hãy ăn sáng như một ông vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một kẻ ăn mày. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Ghen tị, chỉ lãng phí thời gian, bạn đã có tất cả những gì bạn cần hoặc chắc chắn sẽ nhận được điều bạn thực sự muốn. Con người bên trong bạn gần như lúc nào cũng hạnh phúc, nên hãy hạnh phúc vì điều đó. Hãy cảm ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy, bạn vẫn còn sống. Hãy dành thời gian chạy, đi bộ 10 đến 30 phút mỗi ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một tim với nhé.